nhắn tin gì không? Chưa thấy được tin nhắn gì cả. Đây là một cái một ai sinh nhật đấy. Nào. Phần Maraki nhá, Maraki chúng ta thì hãy liên kết các câu sau với các ảnh phù hợp. Số 1 là số 1 với nghĩa nào câu 1 là đọc như thế này nào. Đọc dịch rồi nối nào. Chị A cho đôi tha tả lên tàu nối sang. C. Câu 2. Thôi đọc kế so à, thôi đọc kế so thì nè đi tà là gì xuống à, xuống từ cái ga gì đây Seoul là Seoul đúng không, dọc là ga ga Seoul vậy nối sang cái nào xuống đó à, cô A mới là xuống thì nó đang từ trong tàu đi xuống ra này. Còn là xuống cô B là đang đi đổi tàu đấy đúng không, thì đây Sambon à, chị A cho được Karatata là Karatata là gì? Chuyển tàu đổi tàu đúng không? Đổi tàu nó sẽ nối sang cô B à, đổi tàu nó phải xuống tàu sau đi sang một tàu khác để đi sang một cái tàu khác đúng không? Tiếp nào, Hồng xem mẫu và liên kết các cấu trúc sau với địa điểm phù hợp này này. Chingurui Manata thì nối sang coffee shop thì đây Chingurui Manara coffee shop e kamita có nghĩa là gì, tôi đi đến quán cà phê để à để đúng không, để gặp bạn đúng không, tôi đến quán cà phê để gặp bạn. Tương tự câu A nối sang câu mấy, hoàn thành câu này đâu, chả thấy hàng đâu nào. Câu B học vào câu lên thầy cô à, câu A cơ mà, câu A quên câu A, chích tang thì đổi sang cái gì đây à, đọc cả câu lên ạ à, chích tang ha đó, chích tang là vẫn đọc cáp à, Kamida đấy, vừa học bài đầu tiên hôm qua buổi chiều. À, có nghĩa là gì? Tôi đi đến nhà ăn để xích xa là ăn cơm đúng không? Để dùng bữa đúng không? Cô B nào, tiếp cô B đi. Sotom là gì? Hiệu sách đúng không? Nào, đổ sang cái gì? Tiếp cứ à, Saro. À, so chon thầm mì ta, ok, cô C à, thầm dư hò tớ thầm dư hò đó à, à thầm mì ta ăn trước ở nhà chưa à, tôi sẽ đọc chậm. Mở. Nào cô D, nó cô D. Đó hoa rư. Đó hoa rư. Làm nhà cho nó khác ngay đúng không? Một lần lười. Nào. Cô 3 thì đây, hãy liên kết các câu hỏi với câu trả lời cho phù hợp. Cú nào, đọc câu 1 lên, đọc tịch từ nối cho thầy nào. Quá yếu nghĩa là gì, từ đến trường đến bằng cách nào, cái câu này chúng ta sử dụng là đến như thế nào hoặc là đến bằng cách nào đó, học tất kê quá yếu sẽ nối sang à, sang b là gì, khó đó so quá yếu nghĩa là gì, cái câu này của nghĩa tôi đi bộ đến cái từ khó đo so là đi bộ rồi đến đúng không à, đấy cái việc mình đang nói là đi bộ đến nó sẽ dùng kiểu này nhá, khó đo so phải không. Tiếp Ibon
시간이 얼마나 걸려요? Nghĩa là gì? 학교 가기 là đến trường, đúng không? Đến trường thì mất bao nhiêu thời gian, đúng không? Đây cả cái cụm này chúng ta dịch luôn là mất bao nhiêu thời gian, còn shigan là thời gian này, còn mana là bao lâu này, bao nhiêu này, kali tại là mất, đúng không? Đấy, thời gian thì mất bao nhiêu, đấy, đến trường thời gian mất bao nhiêu thì nối sang ấy là gì? 40분 chừng lời ô là gì đây, mất khoảng 40 phút. Rồi sambon tô so hoan nê về cái ô nối sang c à, đây có lẽ là gọi là gì, về cái ô là quê là gì, tại sao lại đến thư viện, nó bảo là gì đây, đem mượn sách đi để đi lịch tắt mượn, tôi đi đến để mượn sách nhá. Tôi đi mượn sách, mong gì là tôi đi mượn sách. Đây lại có mẫu nữa này, chỉ cưng ó kê khải ố là gì đây, chỉ cưng là bây giờ này, ó kê khải ố là đi đâu, đúng không? Đi đâu thôi khải ố là gì, đi đâu đây, à, đi siêu thị, đây là đi siêu thị nhá, siêu thị nhỏ. Về thôi khải ố nó bảo gì, tại sao lại đi, tại sao đi siêu thị, nó bảo ai sư cư đi mới xa đó khải ố là gì, tôi đi để mua kem, đúng không? Tương tự nhá, số 1 ilbon mercy ok đâu. Ok, Thúy Hằng Si, Sambon. Chị cơm ọt tiê cả yô. Bọn ế chôm ế cả yô. Về bọn chôm ế cả yô. Con sức cơn mọ có cả yô. Mọ cư đo nó. Cái à, cộng với ư đo để có bắt chim đúng không? Mọc cư đo cải ô. Rồi nghĩa gì? Ồ, đây là sa bon chứ nhỉ? Cái này là sa bon nhỉ? Rồi. U chứ? U chê cúc. U chê cúc kê. Cải ô. Bồ nê ro. Bonero không phải cứ ro này. À, Bonero cái ô là tôi đi đâu đây? Pensiden Bonero cái ô. Tôi đi đâu? Boneta là gì? Gửi đúng không? Tôi đi gửi gì? Tôi đi gửi thư đúng không? Tôi đi gửi thư. Tiếp này ta sẽ có cái mẫu nữa này. Shibeso hakkyo gaji otteokke gayo nghĩa là gì? Từ nhà đến trường thì otteokke gayo là đi như thế nào, bằng đi bằng cách gì, đúng không? Nó bảo là posuro kayo, tôi đi gì, tôi đi bằng xe buýt, đúng không? Tương tự nhá, ilbon homsi. Tại ở kia otteokke gayo, otteokke gayo gì đó. Koroso không có rô nữa nhá, koroso kayo thôi. À, riêng cái đi bộ chúng ta sẽ thuộc luôn cả câu là khó đó so phải ổ và khó đó so phải ổ nhé. Đến bằng cách đi bộ hoặc là đi bằng cách đi bộ nhé. Yvonne, Phú Sĩ. Hoàng Quân.
어떻게 가요? 어떻게 가요? 택시로 가요. 오케이. 3번 머시. 자동차로 가요. 오케이. 네, 뭐 두 번에 집에서 학교 가지 시간이 얼마나 걸려요? là gì đây? Từ nhà đến đến trường thì thời gian mất bao lâu? À, 15분쯤 걸려요. Là mất mấy? Mất khoảng 15 phút. Không, 15 phút. Đấy, mẫu của nó là 15 phút. Và tiếp này, số 1 là từ đâu đây? Từ trường đến công viên, đúng không? Nào, hàng nấm nào. Đâu, hắc chô chứ. Bây giờ từ hắc chô đến công viên mà. Ok, Thúy Hằng Si, Yvonne. Nè, công quân e so, bác khoa trong cái chi si can ni, on man na, có lo yo. Y sip o bun chung có lo yo. Rồi, ok, nghĩa si, sambon. Đây là lộc dương dòng hoa quan khả di à. Khởi lời yếu khởi lời yếu Hôm si sa bon. Mà cứ đọc A đâu. Khởi lời yếu. Không phải khởi lời yếu. Khởi lời yếu. Rồi xuống bài hội thoại này. Đủ rồi, anh đọc mình. Hôm xì, anh nhớ là gì đó? Ở đây cả yếu. Dùng sang cả yếu. Có kia về cả yếu. Thì xì thôi, camera xa đó cả yếu. Dù là xì, nhớ kì xó, thần ra sang cả cả chi ở tốt kê cả yếu. Chỉ là chờ lô cả xì yếu. Cứ rưu cố, dùng sang nhớ kì xó, nè đi xì yếu. Sì gắn nên, còn mà nà cởi lời yếu. 30분쯤 걸려요. 네, 고마워요. 누가 먼저 할까? 괜찮아. 우 với 아까 ta mơ về hàng đi. 아, 뭐 그래. 나 이거 보세요. 아, 안녕하세요. 여기에 아 여기서 여기서 지금 Xin chào. 어디에 가요? Là đi đâu, bạn đi đâu đấy, đúng không? Bạn đi đâu đấy và tôi đi
cái khu cửa hàng điện tử Dùng San. Dùng San là cái riêng đúng không? Tôi đi đến khu điện tử Dùng San này, nó bảo là gì? À, tại sao từ đó? Nó bảo là gì? Tôi đi để đi mua tôi đi để mua cái máy ảnh kỹ thuật số đúng không? Nó bảo là Yuna gì đấy, Yoki so là viết tắt của từ Yoki e so đấy đúng không? Nó bảo là từ đây đúng không? Từ đây đến đến cái khu cửa hàng điện tử đấy thì là gì? Đi như thế nào? Nó bảo là hãy gì? Hãy đi bằng tàu điện ngầm đi và hãy hãy xuống ở Giọt. Giọt là gì? Giọt là ga, xuống ở ga gì? Ga Dùng San đúng không? Tiếp nó bảo là gì nữa đây? Thời gian thì thời gian mất bao lâu? Nó bảo mất khoảng khoảng 3 phút. Vâng. Vâng, cảm ơn. Rồi. Đoạn 1 nào, Thúy Hằng với Nghĩa nào. Thay số 1 đây nào. Cô Thúy Hằng trước nào. Dung xi, anh hai siêu ở tiê cả yo. Xin lỗi cái đó. Ok, về cả yo. Ô xin sao cái đó. Giờ khi so sao đến đâu đây? Shopping này, shopping center cái gì đúng không? Tôi kể cái đó. Posro Caseo, Kuriko, Shopping, Son Xin Tho, ho ạ, thế gió. Ap Eso, Neri, Neri Ship, Obun, Kim, Coi Loyo. Cô ma quấy cô ma cô ma quấy nào, ngược lại nghĩa trước nào. So shopping son tho e kayo. Ocean asaro kayo. Tiếp câu tiếp theo nữa không? Thúy Junasi, Junasi, Jogi so, shopping son, Hằng. son Shopping thọ shopping kachi, ho à hai xí. ayo. Tôi kê khai ó. Khai xí ó, tôi đi cô. Shopping center à phía sau à phía sau này đi Sikan, Sikanun, Onmana, Koloyo. còn bạn học là đó Nè, không mau rồi. nghe của mà của đâu vị Hồng Bí Phú nào tay số 2 nào Yvonne. Tiếp câu nữa thì chúng ta tổ sơ quan khả chi đó ok khả yo
đây cọt tà này này chúng ta tiến thành là đi bộ đấy, chúng ta thành là khó đó, khó đó khó khá xế khá xế ô đúng không, khó đó khó khá xế ô thử từ cố vê quan chùy ê không chùy ê thôi chùy ê istayo à, nó gợi ý đây nó chỉ cần nó chữ ê ở đây nhé istayo à chùy ê istayo có ngay đằng sau cái bộ phận học sinh ý đúng không? Tiếp thời gian nên thời gian nên Almana Alayo Alayo Almana Alayo Sipun Tum Sipun Tum Alayo Nay cũng mau rồi đó. Nào ngược lại tiếp nào. Tiếp theo nha. Hương Sĩ, ở địa gạo, công bố hà rô tố sơ gắn ấy gạo. Chúng nhóm sinh nhật nhỏ. Chính cư sinh nhật sân môn hà rô gạo. Cứ đoàn đế ở địa gạo chống gạo. Hẹp hoa chó mê gạo gạo. Mùi gọn nhì mạn gỗ mòi chì ảnh gạo. Cứ đế ô, bỏ kia ở tất kê gạo. Bỏ sư rô gạo. Cứ đưa gỗ xe ô mù rô đô gạo sư ít gạo. 시간이 얼마나 걸려요? 버스로 20분쯤 걸리고 세움으로는 15분 걸려요. 네, 고마워요. 나 아니. 이해 비 뒤향 나. 읽어 보세요. 네. 아, 그것이 어디에 가요? 공부하러 도서관에 가요. 준정 씨는요? 사러 가요. 백화점에 가세요. 너 나의 너 그런데. 좋은 가요. 아 좋은 가요. 어디요? 백화점에 가세요. 문건이 문건이 많고 먹지 많아요. 아, 맞지 않나? 아, 안나요. 또, 예시. 그래요. 아, 거기에 어떻게 가요? 버스로 가요. 그리고 세운으로도 간 갈 수 있어요. 시간이 얼마나 갈라요? 버스로 25분쯤 걸리고 서울로는 15분 걸어요. 너 ngược lại nào, Thúy Hằng, cho em biết nào. 현 씨 어디에 가요?
Jin ku siang in somun sako seo akayo. 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 Kuronte otika chon kayo. Otika chon kayo. Ok, thằng nhóc là dịch nào? Đầu tiên là dịch là gì đây? Nghĩa dịch trước nào? Phương à gì đây? Bạn đi đâu vậy? Ok, thầy ô. À, bạn đi đâu đấy? Rồi. Câu B là gì? Tôi đi đâu đây? Thầy ô đi. Tôi đến thư viện. À, để. Đó là để này. Để làm gì? Để học. Ừ, để học. Rồi. Chúng nhóc xin nhớ là gì? Con hướng thì ở chung nhóc. À, còn chung nhóc thì sao? Chung nhóc thì sao? Tôi đi thì đây phải à, tôi đi mua quà sinh nhật cho bạn đúng không? Grande là gì? Nhưng à, nhưng mà otika là gì? Ở đâu đúng không? Ở đâu thì tốt à, thì đâu ở đâu thì tốt chứ đúng không? Tiếp nó bảo là gì? Hãy đến trung tâm thương mại, hãy đến trung tâm thương mại đi đúng không? Vừa con là gì? Hàng hóa đồ vật đúng không? Thì màn cô là nhiều và bảo chị à này ô, bảo ta là gì? Xa à, cộng với chị à này ô là không xa, à, nhiều đồ vật và không xa. À, nó bảo gì? Cứ thế ô là gì? À vậy à, thì đến đó bằng cách, ở tất kia thể bằng cách nào, đi như thế nào? Nó bảo là hãy đi bằng xe buýt. Hãy đi bằng xe buýt đúng không? Và cũng có thể đi bằng xe ôm đúng không? Tiếp, thời gian thì mất bao lâu? À, mất bao lâu? Nó bảo là gì? Bằng xe buýt thì mất bao? Khoảng 25 phút. 25 phút, còn bằng xe ôm thì xe ôm đi khoảng 15 phút. 15 phút. À, vâng, tôi cảm ơn. Vâng, cảm ơn. Rồi, nào, mơ về hàng nấm là số 1. Ừ, nó đi khéo. Vẫn à. Xin nhìn nhó. Chóng xin, chóng xin. Mọc cư đo, mọc cộng với ư đo đấy. À, mọc cư đo. À, mọc cư đo cái không? À, ở phía ra xuống cái không? Khoro-so. Đây cái chữ đi bộ này này, khota này đúng không? Thì chúng ta sẽ biến thành khoro-so, hay chữ gì xảy ra. Bình thường những cái thiết bị khác thì chúng ta sẽ dùng những cái phương tiện khác, ta dùng là euro đúng không? Còn mỗi cái từ đi bộ nó sẽ biến thành khoro-so nhớ. Nhớ cứ khoro-so ca ta là được, đi bộ đúng không? Khoro-so, hay chữ gì xảy ra đúng không? Tiếp. Shikani, amana, khoro-yo. Chào tạm biệt.
걸려요. 이쪽 안에 아면 엠프라라 자전거로 5분쯤 걸리고 걸어서 15분 걸려요. 아. 네, 고마워요. 나 ngược lại 나. 한국 식당에 가세요. 아, 한국 식당에 가세요. 저기 맛있고 아 맛있고도 맛있고 사요. 아, 사요. 뭐 다리 요를 봐도 없냐? 사요. 그래요? 그래요? 아, 그래요? 어. 자전거로 가요. 그리고 자전거로 가요. 점 그리고 걸어서 갈 수 아, 갈 수 있어요. 자전거로 5분쯤 걸리고 걸어서 15 15분 걸려요. 네, 고마워요. 어, 오케이. 다음 우리 보 나요. 2번. 주연씨는요? 주연씨는요? 과일과 음료수를 사러 가요. 그런데 좋을까요? 시장에 가세요. 과일이요. 그래요? 버스로도 갈 수 있어요. 시간이 얼마나 걸려요? 예. 버스로 Đọc đi. Và dưới đây là vé của tàu hỏa cao tốc KTX
xem và điền các thông tin còn thiếu. Ví dụ như chuban sigan là gì? Chuban sigan đây là gì? À, thời gian xuất phát, có nhìn thấy là từ bấy giờ đây. À, 10:50 đúng không? Viết 10:50 đây nhá. 10 giờ là 10시 50분. Thổ chắc sigan là gì? Dân đến là mấy giờ? À, 11:11시 40분 đúng không? Dô cưng là gì? Phí là mấy tiền đây? Đây này là 21.400 đồng. À, 21.400 won đúng không? Đó. Tiếp này. Thúy Hằng đi. Soyeon si, Soyeon si đọc nào. Soyeon si, tojo in chonyok. Lan si chip e so. Lan si e siang in party run heo. Jin po tu, jin po tun mo tu. Da sot. Jo sot si e, jo sot si e mo in ko ye yo. Hakyo e so lan si chip, chip gun cho ka chi. Chi hai cho lo, cho lo. Ô xe ô. Ship ô. Ship bun chung. Ship bun chung. Colin có gì ô. Chi ha cho. E so. Lan si e. Chip ka chi. Colo so. Ship bun e ye ô. Rồi. Tojo e e. Mana yo. Rồi, nào dịch nào soi do ngà gì đây, tuổi thứ bảy đúng không, đến nhau của lán đâu làm gì có từ đấy nào dịch từ dưới trở lên tối thứ bảy này thì từ dưới là tổ chức tiệc sinh nhật của cái từ ư là của lán ở nhà của lán rồi tiếp chingu tư mô tu là tất cả gì. Tất cả những người bạn thì sẽ tập trung, mồi y tà là tập trung đúng không? Sẽ tập trung vào lúc 6 giờ. Rồi câu tiếp theo không có chủ ngữ gì từ dưới này, hãy gì đấy? Hãy đi. Hãy đến bằng. Hãy đến. Chị A cho là gì? Xe đạp á. Hãy đến bằng tàu điện ngầm đúng không? Chị A cho. Hãy đến bằng tàu điện ngầm. Từ trường. Hãy đến bằng tàu điện ngầm từ trường cho đến gì? Cho đến nha lán. Cần cho là gì? Cần cho là gần nhá. Gần nhà của Lan, có từ trường đến gần nhà của Lan thì hãy đi bằng tàu điện ngầm đi, đúng không? Rồi nó sẽ gì đây? Khỏi ly tà là sẽ mất khoảng. Sẽ mất khoảng 20 phút. Và tiếp này, từ gì đây? Chị A cho dọc kế so là từ ga tàu điện ngầm cho đến thì Lan xie chụp cá chi là đến nhà của Lan thì đi bộ là mấy phút, 10 phút. Không? Rồi thôi vô ý đây mà nãy rồi hẹn gặp vào thứ bảy gặp nhé. Hẹn gặp vào thứ bảy nhé. Rồi nào đọc câu 1 lên xem đúng hay sai nào. Lan xie tu mai e chín phút tu qua sớm. To lên quý thắng. Lan xie tu mai e chín phút tun qua sang in party run hamnita. Rồi là gì đây? Lan thì từ dưới. Tổ chức tiệc. Tổ chức tiệc sinh nhật vào cuối tuần. Cùng với bạn bè vào. Vào cuối tuần. Đúng không? Đúng. À đúng. Thôi thứ bảy là vào cuối tuần rồi đúng không? Tiếp số 2. Akio e so lan si e chip kun cho kachi. Chi ha choi ro kan chu isumita. À là gì đây, từ trường này, từ trường cho đến từ gì? Trường đến nhà cần cho cần gần nhà của Lan, gần nhà của Lan thì sẽ đi bằng tàu điện ngầm đúng không? Đúng đây, cái câu này từ nhà đến trường đi bằng tàu điện ngầm này đúng thăm bón. Lan si chip nun chip kun hakyo e so chi ma cho
chima chiha choi ro chipun colip simita rồi nhà của Lan đúng không, chủ ngữ là nhà của Lan này thì là mất khoảng tầm mấy đấy, 10 phút bằng 10 phút tàu điện ngầm bằng tàu điện từ à xuất phát từ trường đấy. Đúng không? Ai mất 10 phút đây là đi đâu, đi bộ đúng không? đi bộ rồi, ok. Tiếp theo nghĩa của đoạn đầu cho nên chồng lưu tháng khá cáp khá cáp gì đã bố con tâm xít tâm xít chờ cô rồi nào từ nào tôi là nhân viên công ty đúng không, tôi đi tôi đang đi gì đi làm ở công đi máy tính đúng không, từ nhà đến công ty thì tôi đi bằng xe buýt rồi tiếp việc phó sư trong lưu sang là gì, bên bên xe buýt đúng không, bên xe buýt thì nó gần gần với nhà đúng không, còn tiếp đến thì đấy đến công ty bình thường thì mất khoảng 30 phút rồi, nhưng hôm nay mất một tiếng đúng không, bởi vì áo so tôi học cấu trúc áo so chưa nhỉ, vì đúng không, vì có gì đây tai nạn giao thông cho nên là đường đã mà ni mà ăn khắp gì đã tắt nhiều tắt đường để so vì vậy à, đến chỉ các là đến muộn không đi không? Rồi hồng đã tiếp theo cho nên chú vui mình đã đối với bà ta hiểu đó chip cùng chơi chào 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 요리를 배우고 저녁에 집에서 그 요리를 가족들이 더 dịch nặng tôi là nội trợ đúng không, yep. Vì à, vì thích nấu ăn Hàn Quốc mong cho lên dạo này và mỗi thứ mấy đấy à, vui lưu ý thứ à, thứ hai và thứ năm mà ta là mỗi mong và cứ mỗi thứ hai và thứ năm thì là tôi chỉ việc từ dưới tôi đi đến à, trung tâm nấu ăn để hiểu ta là gì học nấu ăn Hàn Quốc mong tiếp dù đi học quân nên cái chủ ngữ này là gì, trung tâm nấu ăn thì phía dưới thì sinh tá có ở Cần Thơ là gần gần nhà đúng không,
tiếp à, bằng xe đạp thì khoảng mất khoảng 15 phút bằng xe đạp này. 15 phút. Tiếp thì đấy, dù đi theo cô bạn thì đây một vế mong tôi gì đấy. Học nấu ăn. Nấu ăn và học mong. Nấu ăn. Và rồi dịch từ dưới tôi sẽ gì? Nấu cái món ăn đó, cứ cứ đi là đó, dù đi là món đó đúng không? Ở ở nhà vào buổi tối. Ở nhà vào buổi tối. Tôi khá chúc từ đi là gia đình, là những người trong gia đình rất là gì đấy. Rất là thích. Rồi, ok. Thích. Cú đoạn tiếp theo, cho nên. Rồi dịch là tôi là gì đó? Tôi là có gì đấy? Tiết học tiếng Hàn, cho nên là mấy là hàng ngày đúng không? Tôi thì tôi đi đến trường và đến trường này, tất cả chị đến trường thì bình thường là tôi đi bằng xa đồng xe bằng ô tô đúng không? Tôi thì cũng cho tôi lái, cứ tự lái đấy đúng không? À, mất khoảng 20 phút. Tiết học thì 1 giờ tiết học. Đấy, tiết học kết thúc xong rồi thì tôi gì dịch từ dưới tôi đi đến nhà hàng ở gần đúng không? Cho là gần để ăn trưa cùng với những giáo viên khác đúng không? Và buổi chiều thì tôi đi để tập thể dục. Rồi, câu 1 này, thuê trong ngu hôm nay đến một công ty đúng không? Người đầu tiên đấy nhỉ. Người thứ 2, từ nhà của Tương đến trung tâm nấu ăn mất 10 phút. Người thứ 2 đúng không? Mất 15 phút. À, Kim So Young này, đi đến trường để dạy tiếng Hàn vào mỗi ngày. À, có thể đúng, tại vì nó có tiết học vào mỗi ngày này. Tiết này, mơ đọc đoạn đầu đi, từng bạn một mơ đọc đoạn đầu. Hỏi nên. Giờ sẽ xí xâm xích rồi nè. Ship all of them to me. Thưa xó, ông nghĩ lại là gì nhỉ? Tôi thì từ dưới là dậy và lúc 6:30 à, bình thường tôi dậy lúc 6:30 vào buổi sáng ngày thường, không ghi là ngày thường đúng không? Tiếp tôi vì gì đây? Vì thích này, thích cái việc gì đấy? À, đi dạo đúng không? Thích cái việc đi dạo.
Cho nên là hàng ngày tôi đều đến vào buổi sáng, đúng không? À, đi bộ đến công viên thì mất 10-15 phút. Rồi ở công viên thì tôi cũng gì? Tập thể dục. À, thăm chắc vui, vui là sau khi, sau khi thì sau khi đi dạo thì tôi đã gì? Chạy thì o so ô tả là chạy, đúng không? Chạy đi, chạy bộ đi, chạy bộ đến đến nhà, chạy bộ về nhà. À, tiếp à, hàng nấm và tiếp theo hắc chuối nến. Chà trong cò đố. Phú xem Phú kiểm tra cái topic được duyệt chưa? Thầy nghĩ chắc là được duyệt rồi đấy, còn thầy còn được duyệt rồi. Đăng ký lại, nhưng chưa là chưa được đâu. Đây, của Phú là gì? Hôm qua vừa hôm qua thầy xong, vừa hôm qua thầy chắc phải chuyển tiền của thầy xong. Của Phú là gì? Mail là gì? Đọc đi, đọc đó. Chắc là được rồi đấy, chuyển đi không thì sao nó lại bị quá quá hạn. Xem nào, đây đúng không? Đàn béo FB này, đàn béo FB này. Ủa, chưa duyệt đấy. Đang chờ duyệt, chưa được duyệt. Chắc là duyệt hết cái topic 2 xong rồi duyệt topic 1. Topic 2 thấy mọi người duyệt tận mười mấy nghìn rồi. Vẫn được duyệt rồi đúng không? Em 12.000 mấy được duyệt rồi. Người em cái của em em tự hủy. Quá hạn là hết hạn thì nó mới là tự hủy. Rồi nào tiếp đến đâu rồi? Nghĩa cũng đăng ký à? Thì đi chưa đến tận tháng 7 cơ mà, đến tận tháng 7 lo gì? Hôm nay vẫn còn hạn đăng ký này đến ngày 29. Mạnh mẽ lên xem nào. Mạnh dạn lên xem, tự tin lên xem nào. Sợ gì? Mơ không cần thì mơ thôi, chẳng cần cũng được. Ừ, chẳng sao thi được. Nó khó, không thi được. À, ở trường các làm sao đây? Đến trường thì tôi đi bằng xe máy, đúng không? Tiếp, à, bạn của, những người bạn của tôi thì à, đi đến trường bằng xe đạp hoặc Ina là hoặc ô à, hoặc xe máy à, bình thường đúng không? Bình thường bạn tôi đi đến trường bằng xe máy hoặc là xe đạp à, và buổi thời gian trưa thì dưới đây tôi đi đến à, tôi đi 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 ăn cơm đến nhà ăn học sinh cùng với những người bạn. Sau tiết học tôi đi thư viện, đi đến thư viện để học. Đi thoảng thì tôi đi uống trà với những người bạn và tiếp quán cà phê thì gần trường mất khoảng 10 phút. Quý Hằng là cuối thôi ôi gì đấy nên thôi đi đến đứng ở rước bài thứ không gì ta. Ăn cúc xa rám ế xó bê thư nam mòn
가르칩니다. 재미 있습니다. 인조일에는 무통 집에서 쉬고 텔레비전은 봅니다. 그리고 가끔 가족들과 같이 시내에 와식하러 합니다. 외식하러 합니다. 시내까지 자로 20분쯤 걸립니다. 아, 그러니까 và thứ bảy thì tôi làm gì đây? Và thứ bảy là tôi làm thêm. Làm thêm rồi tôi dạy thì từ dưới này gaeruchimnida là dạy. Tôi dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc. Hàn Quốc rồi rất là trẻ mít. Rất là thú vị. Còn vào chủ nhật thì vào chủ nhật thì tôi thường nghỉ ngơi ở nhà và xem TV. Rồi tiếp và thi thoảng thì tôi đi ăn. Tôi đi ăn ngoài ở trong thành. Ăn ngoài ở trong thành phố cùng với gia đình. Gia đình à, đến thành phố thì bằng trung tâm thành phố thì mất khoảng 20 phút đi à, rồi khoảng 20 phút bằng xe ô tô. Hàng ngày Khang thường làm gì, hãy chọn những câu đáp án đúng. Có đi dạo không? Có xem phim, ăn ngoài với gia đình, học không? À, đi đến trường, mua sắm, tập thể dục, uống trà, thường làm cơ mà. Đây là thi thoảng mà. Thi thoảng các cơm nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi có thường không? Thường nghỉ ngơi ở nhà mà. Chủ nhật. Đây là thường hay là không thường? Theo ấy thôi, theo gì theo trong bài thôi, chứ còn nghỉ ngơi tất nhiên là ngày phải nghỉ rồi. Nghỉ cứ làm như máy không mà, học như máy không mà. À, hãy chọn những câu có thông tin không đúng trong các câu sau. Thì Trang dạy tiếng Việt vào thứ bảy. À, đây chọn câu không đúng. Trang. Trang thì vào chủ nhật bình thường ở nhà. Trang thì đi vào chủ nhật xem cùng với gia đình vào cuối tuần. Tại sao hàng ngày Trang đến công viên? Hãy viết rõ lý do tại sao. Nó đi dạo đúng không? Đi dạo. Lý do đây là vì là thích đi dạo lên đây hàng ngày làm đến, mong biết là gì. Tan xếp xếp ha đó hà nên họ sư số a thế hiểu nhỉ? Suki là Suki. Tàu điện ngầm là gì? Yatan xe buýt. Taxi. Taxi. Xe đạp. Xe chân bộ. Xe máy. Ô tô bay. Xe bay. Ô tô. Đọc đâu ra đấy. Bạn đọc đâu ra đấy. À, làm gì? Đĩa, ta sẽ tôi đi về nhà bằng xe buýt đúng không? Tương tự đây thì đây đi đến công ty bằng tàu điện ngầm. Xa taxi. Xe ha thôi. Lô đúng không? Tại vì có em nhìn. Lô. Tham. Tham đi ta. Hàng cúc taxi. Bê hàng kilo. Tham đi ta. Tiếp. Moni. Thẹt cả chi. Thẹt là nhà. Món tiền nhà của bà thì làm sao? Đi bộ. Có. Đó. Có. Thẳng. Đó. Xin cái này nó thử dùng bằng nó. Làm chưa? Làm thêm vào.
Tiếp này, hầm xem ảnh và viết thành câu. Ví dụ là dòng hoa đấy, bố đó dòng hoa phải nên cảm tạ. Tôi đi đến đặt chiếu phim để xem phim. À, tương tự cái này là tôi đến quán cà phê để gặp bạn, đúng không? Nói nào. Xin cô đấy. Mana. Mana đó. Có. Coffee shop e. Tâm nị ta. Đầu tiên là gì đây? Tôi đi đâu đến cửa hàng để xem. Để mua giày dép. Xin ban. Ta đấy. Ban. À đó. Sao đó? Xin ban. Xin ban e. À, chị ban cá. E. Tiếp tôi đến công viên để đi dạo này. Tán chơi. San chơi cùng. Maro. Công viên. Dịch này. Số 1. Phú từ Hàn Quốc đến Việt Nam đi bằng gì? Hàn Quốc về số đi từ Nam Ca Chi. Đi bằng gì? Tôi đến Hàn Quốc bằng máy bay. Hàn Quốc Ca Chi bằng máy bay. Kayo. Các từ này nó đến đấy rồi. Mất bao nhiêu thời gian? Mất khoảng 1 tiếng. Ai chưa làm biết mà. Chúng ta sẽ đọc hết thành chữ L. Hà xuất si gan tinh hà lợi. Tiếp này xuống dưới này, điền vào tụt trống này. Mơ điền nào. Cho nên đi đến đâu cùng, đi đến đây lại làm gì, cùng với ai này? Qua cái okay. Cùng với ai đây? Amoni, Amoni, cùng hang qua, thăm ghế thì lại làm gì đấy? Cái này sâu lại, sâu đế, nhà trong, ư, cùng trong, ha đó. Sau rồi em sau sau ấy chỉ để đó thì em sau sau hai chị đi bằng gì đấy? Ha con ha đó ha xin đi ha tiếp ha tô mà mặc sắc gì đã em sau xin là mất bao nhiêu đây là xa xít bún chọn tố à xin sợ tôi làm sao đây thì từ dưới này tôi đã đi đến cái Seoul Tower là cái tháp Seoul Mong N đây chúng ta là từ Nam San đấy, tháp Nam San đấy, để ngắm cảnh đêm của Seoul cùng với mẹ bố và em vào tối thứ bảy tuần trước từ nhà đến tháp Seoul thì đã đi bằng ô tô vì là tối thứ bảy cho nên đã có nhiều xe và đường cũng hơi tắc. Tiếp đi đến gì đấy, đến tháp Seoul thì mất thời gian mất khoảng tầm 40 phút. Ở tháp Seoul
thì chúng ta dịch từ có thể, đã có thể nhìn được. Tha là tất cả, nhìn được tất cả cái thành phố Seoul. Và cảnh đêm của Seoul thực sự là rất là ngầu, rất là tuyệt vời. Và hoa xích tà đẹp, ngầu tuyệt vời nhá. Rồi viết nào, viết một bài. Đi đâu, khi nào, với ai, tại sao, đi đi nào, mất bao lâu thời gian. Đấy, tương tự bài trên. Rồi, giờ, tương tự chưa? Ai viết rồi, chụp ảnh gửi lên nhóm. Còn ai chưa viết, sang lớp bên kia, ngồi viết xong rồi gửi lên nhóm. Đấy, không biết rồi, chụp ảnh gửi lên. Đừng về phòng, chụp lên, rồi đi ngủ. Đấy. Thầy ơi, cho em hỏi gì thầy? Hả? Cho em hỏi gì? Hỏi đi em. Cái diện du học nghe giờ khó đi lắm mà thôi. Hả? Cái diện du học nghe giờ khó đi lắm à? À diện đi du học nghề bây giờ đi khó lắm à? Dạ dạ. Không bình thường mà làm sao mà ấy tùy người, nhưng mà em đang đi theo trung tâm nào mà sao lại hỏi thế? Em đi ở trong trung tâm mà trong Hà Tĩnh đó. Thì em đăng ký với họ chưa? Em đăng ký rồi nhưng mà thầy em thấy thông tin trên mấy cái trang kiểu Hàn Quốc cho tôi nhẹ đi. Từ đâu thấy mấy người lượt cột, lượt rắc rắc như súng á. Họ bảo với em là đi khó lắm mà. Không, em thấy mấy người đi trước á, làm hồ sơ đấy mà xin cho thời gian cho xin cột đó mà mấy trường ra cột rồi mà giờ thấy rung như súng à. Lơi cột, lơi nhiều lắm. Đấy thì lại tùy thôi, tùy trường, tùy trung tâm. Ví dụ trung tâm mà nó biết cách làm, nó lách lách cho mình tí thì lộp hồ sơ các thứ nó cũng không bị trượt. Bên thầy có gen đi du học nghe thầy? Có. Có. Không biết thầy sớm hơn thì em ra ngoài thầy em học luôn. Lại muốn đổi trung tâm mà? Thì chỗ này không đi được thì thầy kiếm chỗ khác chứ. Nếu như thế thì em cho thầy số điện thoại, gửi cho thầy số điện thoại đi, sau thầy bảo cái bạn tư vấn bạn đi gọi trực tiếp cho em, tại vì bạn này bạn ấy chuyên làm hồ sơ ấy, thầy chuyên đặt nên bạn kia bạn chuyên làm hồ sơ, bạn đấy sẽ tư vấn cho em sẽ ok hơn đấy, tại vì bây giờ bạn ấy sẽ hỏi tình trạng hồ sơ của em như nào và tình trạng hiện tại của em đang như nào, em cứ kể thật với bạn đấy thì bạn đấy sẽ có một cái cách xử lý cho nào cho em hợp lý nhất đấy. Tại vì là mỗi người đều có một cái tình trạng hồ sơ nó khác nhau đấy, ví dụ người này thì hồ sơ đẹp thì cứ thế xử lý là ok, nhưng hồ sơ của em ví dụ nó không đẹp bằng các bạn đấy thì lại phải có hướng xử lý khác đấy. Thì em cho thầy cái số điện thoại đi, sau rồi thầy bảo cái bạn đấy, bạn ấy gọi điện bạn ấy tư vấn cho để hỏi tình trạng hồ sơ của em như thế nào, sau rồi có gì thì bạn ấy tư vấn cho thì em được hợp lý nhá. Dạ dạ dạ. Thầy ghi luôn nhá. 0971. Đợi tí. 0971 á. 0971 gì nữa? Dạ. 971. Ừ, 0971 sao nữa? Không, em nhắn tin cho thầy đi. 971. Dạ, thì em nhắn qua cho thầy nha. Ừ, thì nhắn cho thầy nhá. Nhá, sau có gì thì thầy bảo bạn ấy gọi luôn cho hôm nay nhá. Dạ, dạ. Ừ, ok em. Dạ, em cảm ơn thầy.